Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 6 tháng 12, không khí lạnh bắt đầu tràn về Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4, ghi nhận từ báo Vietnamnet. Ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 15 đến 18 độ C, riêng khu vực miền núi Bắc Bộ 13 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên hôm nay thời tiết miền Bắc chuyển mưa nhỏ rải rác, trời rét. Ở khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Tại khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm, đêm mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Bên cạnh đó, Tây Nguyên trời nhiều mây, có nắng gián đoạn, khả năng có mưa rào và dông vài nơi. Còn thời tiết khu vực Nam Bộ có nắng, nhiệt độ không quá nóng. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai 7 tháng 12. Hà Nội, thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ, có nơi trên 22 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, hình thái thời tiết nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển từ cấp 3 đến cấp 4, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất 17 đến 20 độ, có nơi trên 20 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía Nam, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, hình thái thời tiết nhiều mây, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mây, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ C. Khu vực Tây Nguyên, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ C. Các tỉnh Nam Bộ, hình thái thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.